Các bạn đang nghe truyện mắt cấp ngoan nhân trên kênh TV Audio CV. Chương 641, chữ, nhìn. Giống như một nhà đầu tư, càng giàu thì kiếm tiền càng nhanh và dễ dàng. Có điều sáu điều kiện này. Phương Tri Hành khẽ nheo mắt lại, hàng lông mày vô thức nhướng lên. Điều kiện 1 và 2 đều dính đến chiến đấu và giết chóc. Trước đây, hệ thống chỉ yêu cầu ta chiến thắng hoặc giết chết sinh mệnh đồng cấp, Bây giờ nó lại chỉ định mục tiêu phải là cửu ngưu cảnh trung kỳ. Độ khó của nhiệm vụ tăng lên rồi, hơn nữa, điều kiện 4 cũng như vậy, lần nữa xác định yêu cầu là nữ tử mang dị huyết. Tại sao độ khó không giảm trái lại còn tăng lên? Phương Tri Hành khẽ giật mình, bỗng nghĩ ngay đến lời nói của Thiên Hoàng. Bởi vì gã chống lại sự ăn mòn của khí tức suy bại trong thiên nhân nên thân thể phát sinh biến đổi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngay cả cửu ngưu cảnh tiểu môn việc cùng cấp đều không thể địch lại gã. Ta thật sự đã mạnh lên rồi à, đây là sự công nhận từ hệ thống. Phương Tri Hành nhịn không được cười lên rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Điều kiện 3 cần phải dựa vào nhân duyên. Điều kiện 6 là tích lũy tài nguyên, toàn mấy lời nhàn tai. Dù độ khó của từng điều kiện tăng lên đáng kể nhưng ít ra vừa đọc vẫn có thể hiểu được. Riêng điều kiện 5 làm cho Phương Tri Hành không hiểu ra sao đánh hạ tấm khu cấp 4 thử hỏi làm sao đánh hạ được một cái tấm khu hừng lại đụng tới điểm mù kiến thức của ta nữa rồi phương tri hành khẽ than thở không thèm nghĩ nữa và ngẩng đầu lên gió thổi vù vù hất tung mái tóc dài của cậu phất phới bay về phía thương khung cao xa vô tận thời gian trôi qua nhanh chóng nhoáng cái mặt trời lặn hoàng hôn buông xuống và trời sắp tối rồi châu chấu quái vẫn đang vỗ cánh bay nhanh với tốc độ của nó bình quân một tiếng có thể bay khoảng 500, 600 dặm. Đến lúc này, châu chấu quái gần như đã bay khoảng 7 tiếng rồi. Phương Tri Hành lấy ngọc bài đen ra kiểm tra một lúc. Sơn môn của lục hư tông nằm ở phía đông thành đa nghiệp thủ phủ Đam Châu, trong một nơi được gọi là hẻm núi trước viêm. Phương Tri Hành nhớ mày, dù cậu không hiểu rõ lục hư tông này nhưng nhìn từ vị trí của Sơn môn, đấy rõ ràng là khu trung tâm của Đam Châu có thể khai tông lập phái tại khu vực trung tâm của một châu đủ thấy thực lực và nội tình rất đáng gờm. Cũng đúng, lục hư tông dù gì cũng là thế lực được thành lập dưới sự duy trì của thiên nhân, đương nhiên không thể coi thường. Phương Tri Hành cất lại miếng ngọc bài đen, chỉ huy châu chấu quái bay về phía đông nam. Sắp rồi, bay thêm 100 dặm về phía trước là hẻm núi trước viêm. Phương Tri Hành nhìn mặt trời, cảm thấy mình có thể đến nơi trước khi trời tối châu chấu quái ra sức vỗ cánh bay, nó không thể bay quá cao nên vẫn luôn bay tà tà dưới tầng trời thấp, cách mặt đất khoảng tầm 45 mét độ cao. Đột nhiên, nó cúi đầu nhìn xuống mặt đất, như thể bị thứ gì đấy thu hút. Phương Tri Hành cũng nhìn theo thì phát hiện bên dưới là một khu rừng rậm rạp. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi thoang thoảng. Nhiều máu quá. Phương Tri Hành rất nhạy cảm với huyết dịch. Ở độ cao này mà cậu có thể ngửi thấy mùi máu tươi, chứng tỏ bên dưới đã là cảnh máu chảy thành sông rồi. Dừng tay. Môn nhân của lục hư tông ở đây, các ngươi mau dừng tay. Trong rừng rậm truyền ra một tiếng gào thét vang vọng đất trời. Phương Tri Hành cũng nghe thấy, cậu lập tức ra hiệu châu chấu quái bay vòng đáp xuống khu rừng. Ở đây chờ ta. Phương Tri Hành giơ tay lên thực hiện động tác ngồi xổm xuống. Sau đó, cậu mặc kệ châu chấu quái có hiểu ý của động tác tay kia hay không, cậu dậm mũi chân phi thân lên, chạy về phía giọng nói phát ra. Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng đậm. Trong ánh chiều tà, không khí trong rừng nhún màu đỏ tươi. Bỗng nhiên, Phương Tri Hành dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước trung nhẹ nhẹ. Đằng trước có một mảnh đất trống, cây cối cao lớn đổ ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Trên những cây cối kia có năm bóng người cao to dị thường đang ngồi. Bọn họ có hình dáng con người và nước da xanh, mặt xanh nanh vàng, cao khoảng 4 mét, thân mặt khôi giác. Cự binh Phương Tri Hành vừa nhìn đã nhận ra những thân hình to lớn kia là gì, bọn họ là cự binh do triều đình nuôi dưỡng. Quận Thanh Hà cũng có một quân đoàn cự binh, có điều những cự binh kia chỉ cao khoảng 3 mét, hình thể nhỏ bé hơn nhiều so với năm cự binh trước mắt này. Năm cự binh chia nhau ra ngồi vây quanh tạo thành một vòng tròn lớn. Trong vòng vây rõ ràng có một đống người. Đúng vậy, không phải là một nhóm người, mà là một đống người chồng chất lên nhau. Bọn họ giống như sách vở xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ, số lượng phải hơn 100 người. Giờ khắc này, hai cự binh đã cởi bỏ khôi giác trên người. Mỗi người bọn họ túng lấy một nữ tử, cưỡng ép nhấn xuống đất. Các nữ nhân phải gọi là thê thảm. Giống như một nhà đầu tư, càng giàu thì kiếm tiền càng nhanh và dễ dàng. Có điều sáu điều kiện này. Phương Tri Hành khẽ nheo mắt lại, hàng lông mày vô thức nhướng lên. Điều kiện 1 và 2 đều dính đến chiến đấu và giết chóc. Trước đây, hệ thống chỉ yêu cầu ta chiến thắng hoặc giết chết sinh mệnh đồng cấp, bây giờ nó lại chỉ định mục tiêu phải là cửu ngưu cảnh trung kỳ. Độ khó của nhiệm vụ tăng lên rồi, hơn nữa, điều kiện 4 cũng như vậy, lần nữa xác định yêu cầu là nữ tử mang dị huyết. Tại sao độ khó không giảm trái lại còn tăng lên? Phương Tri Hành khẽ giật mình, bỗng nghĩ ngay đến lời nói của thiên hoàng. Bởi vì gã chống lại sự ăn mòn của khí tức suy bại trong thiên nhân nên thân thể phát sinh biến đổi mạnh mẽ hơn rất nhiều, ngay cả cửu ngưu cảnh tiểu môn việt cùng cấp đều không thể địch lại gã. Ta thật sự đã mạnh lên rồi à, đây là sự công nhận từ hệ thống. Phương Tri Hành nhịn không được cười lên rồi nhanh chóng bình thường trở lại. Điều kiện 3 cần phải dựa vào nhân duyên. Điều kiện 6 là tích lũy tài nguyên, toàn mấy lời nhàm tai. Dù độ khó của từng điều kiện tăng lên đáng kể nhưng ít ra vừa đọc vẫn có thể hiểu được. Riêng điều kiện năm làm cho Phương Tri Hành không hiểu ra sao. Đánh hạ cấm khu cấp 4. Thử hỏi làm sao đánh hạ được một cái cấm khu, hừng, lại đụng tới điểm mù kiến thức của ta nữa rồi. Phương Tri Hành khẽ than thở, không thèm nghĩ nữa và ngẩng đầu lên. Gió thổi vù vù hất tung mái tóc dài của cậu, phất phới bay về phía thương khung cao xa vô tận. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhoáng cái mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống và trời sắp tối rồi. Châu Chấu Quái vẫn đang vỗ cánh bay nhanh. Với tốc độ của nó, bình quân một tiếng có thể bay khoảng 500-600 dặm. Đến lúc này, Châu Chấu Quái gần như đã bay khoảng 7 tiếng rồi. Phương Tri Hành lấy Ngọc Bài Đen ra kiểm tra một lúc. Sơn môn của Lục Hư Tông nằm ở phía đông thành đan nghiệp thủ phủ Đam Châu, trong một nơi được gọi là hẻm núi trước viêm. Phương Tri Hành nhớ mày, dù cậu không hiểu rõ lục hư tông này nhưng nhìn từ vị trí của Sơn Môn, đấy rõ ràng là khu trung tâm của Đam Châu. Có thể khai tông lập phái tại khu vực trung tâm của một châu đủ thấy thực lực và nội tình rất đáng gờm. Cũng đúng, lục hư tông dù gì cũng là thế lực được thành lập dưới sự duy trì của thiên nhân, đương nhiên không thể coi thường. Phương Tri Hành cất lại miếng ngọc bài đen, chỉ huy châu chấu quái bay về phía đông nam. Sắp rồi, bay thêm 100 dặm về phía trước là hẻm núi trước viêm. Phương Tri Hành nhìn mặt trời, cảm thấy mình có thể đến nơi trước khi trời tối. Châu chấu quái ra sức vỗ cánh bay, nó không thể bay quá cao nên vẫn luôn bay tà tà dưới tầng trời thấp, cách mặt đất khoảng tầm 45 mét độ cao. Đột nhiên, nó cúi đầu nhìn xuống mặt đất, như thể bị thứ gì đấy thu hút. Phương Tri Hành cũng nhìn theo thì phát hiện bên dưới là một khu rừng rậm rạp. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi thoang thoảng nhiều máu quá phương tri hành rất nhạy cảm với huyết dịch ở độ cao này mà cậu có thể ngửi thấy mùi máu tươi chứng tỏ bên dưới đã là cảnh máu chảy thành sông rồi dừng tay môn nhân của lục hư tông ở đây các ngươi mau dừng tay trong rừng rậm truyền ra một tiếng gào thét vang vọng đất trời phương tri hành cũng nghe thấy cậu lập tức ra hiệu châu chấu quái bay vòng đáp xuống khu rừng ở đây chờ ta Phương Tri Hành giơ tay lên thực hiện động tác ngồi xổm xuống. Sau đó, cậu mặc kệ châu chấu quái có hiểu ý của động tác tay kia hay không, cậu dậm mũi chân phi thân lên, chạy về phía giọng nói phát ra. Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng đậm. Trong ánh chiều tà, không khí trong rừng nhúng màu đỏ tươi. Bỗng nhiên, Phương Tri Hành dừng bước, ánh mắt nhìn về phía trước trung nhẹ nhẹ. Đằng trước có một mảnh đất trống, cây cối cao lớn đổ ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất trên những cây cối kia có năm bóng người cao to dị thường đang ngồi. Bọn họ có hình dáng con người và nước da xanh, mặt xanh nanh vàng, cao khoảng 4 mét, thân mặt khôi giáp. Cự binh Phương Tri Hành vừa nhìn đã nhận ra những thân hình to lớn kia là gì, bọn họ là cự binh do triều đình nuôi dưỡng. Quận Thanh Hà cũng có một quân đoàn cự binh, có điều những cự binh kia chỉ cao khoảng 3 mét, hình thể nhỏ bé hơn nhiều so với năm cự binh trước mắt này năm cự binh chia nhau ra ngồi vây quanh tạo thành một vòng tròn lớn. Trong vòng vây rõ ràng có một đống người. Đúng vậy, không phải là một nhóm người. Mà là một đống người chồng chất lên nhau. Bọn họ giống như sách vở xếp chồng thành một ngọn núi nhỏ, số lượng phải hơn 100 người. Giờ khắc này, hai cự binh đã cởi bỏ khôi giác trên người. Mỗi người bọn họ túm lấy một nữ tử, cưỡng ép nhấn xuống đất. Các nữ nhân phải gọi là thê thảm thân thể của các cô gần như bị vỡ ra. Máu chảy ồ ạt. Cổ họng các cô đã sớm bị khàn. Khi thì bị dày vò đến ngất đi, khi thì bị tra tấn cho tỉnh lại. Tình cảnh cứ lặp đi lặp lại như thế, quả thực là sống không bằng chết. Hai cự binh khác cũng không nhàn rỗi. Bọn họ bắt lấy một tráng niên nhét vào trong miệng, nhai rốt rốt, máu me tràn đầy miệng, ăn như gió cuốn. Ăn rồi. Phương Tri Hành hít một ngụm khí lạnh. Tình cảnh này, nó thực sự gây sốc, trước kia cậu chỉ thấy yêu ma làm chuyện này thôi. Không ngờ rằng cự binh cũng rất giỏi. Xem ra bọn họ đã thành thạo với thao tác ăn người không nhả xương này, đây chắc chắn không phải lần đầu làm chuyện như vậy. Các ngươi mau dừng tay. Bên ngoài, một thanh niên áo trắng giơ trường kiếm lên, khàn giọng rống to phẫn nộ, có thể nói là lòng đầy căm phẫn. Thanh niên áo trắng mày rậm mắt to, rất có khí chất anh vũ hai tay nắm chặt trường kiếm, trung rẩy chỉ về phía một cự binh trong số đó. Hắn la lên, nơi này là địa bàn của lục hư tông ta, không cho phép các ngươi diễu võ dương oai ngay dưới mắt lục hư tông. Thế nhưng, mặt hắn gào như thế nào thì những tên cự binh kia đều không quay lại nhìn hắn và chỉ chăm chú thưởng thức mỹ vị trước mặt mình. Thanh niên áo trắng thở hổn hển, nét mặt vô cùng lo lắng nhưng lại chần chừ không dám tấn công cự binh. Lúc này, một cự binh khác đứng lên, một tay dơ nữ tử bị gã hành hạ lắc lư giữa không trung. Nữ tử tóc dài không có bất kỳ phản ứng nào, cổ bị uống công dữ dội, không còn gì nghi ngờ rằng nó đã bị gãy. Ôi trời, không cẩn thận nghịch cô ta chết rồi. Cự binh hơi tiếc nuối, sau đó gã nhét cô gái tóc dài vào miệng, vừa nhai nuốt vừa cười nói, không thể lãng phí được. Lời này vừa nói ra, bốn cự binh khác cười vang lên, đồ nghịch đến chết trước rồi ăn sau, không hề lãng phí chút nào, đây là thói quen tốt của bọn họ phút bỗng nhiên âm thanh phá không truyền đến hai bóng người tấp tốc chạy tới trong chốc lát đã đến bên cạnh thanh niên áo trắng hai người kia đều là nam tử trung niên dáng người cường tráng khôi ngô vi phong lẫm liệt trong khoảng hơn 40 tuổi đang ở độ tuổi phơi phới sư phụ thôi trưởng lão thanh niên áo trắng vui mừng quá đỗi đưa tay chỉ vào năm cự binh kia hét lên bọn chúng đang giết hại cư dân làng chài nhỏ hai nam tử trung niên đã sớm thay đổi sắc mặt một người nộ khí xung thiên vô thức nâng chiếc kiếm bản rộng trong tay lên người kia dù sắc mặt khó coi nhưng cũng chỉ cau mày nét mặt vẫn hờ hững năm gã cự binh đồng loạt ngừng tay và quay đầu lại lặng lẽ liếc nhìn hai nam tử trung niên một cự binh đứng dậy trong tay gã vẫn còn nắm lấy nửa thân thể máu me đầm đìa trong miệng còn đang nhai nuốt hai cái đùi giọng điệu hàm hồ các ngươi phiền quá à sao cứ quấy rầy nhã hứng của đại gia vậy các ngươi có tin là ta thịt luôn cả đám không hả một gã cự binh khác ngửa cổ lên sờ vào giữa hai chân âm trầm cười gằn và nói hay là cái mông của các ngươi ngứa ngáy rồi muốn chơi đùa với đại gia à thanh niên áo trắng máu nóng bốc lên não quát ầm lên cái thứ hỗn sược các ngươi còn dám làm càng trước mặt hai vị trưởng lão của lục hư tông ư cự binh không hề sợ hãi đáp lại, vậy thì thế nào? Các ngươi thử xem vào việc của cự binh bọn ta xem. Thanh niên áo trắng lập tức nhìn về phía sư phụ rồi tay cũng siết chặt chui kiếm. Thế nhưng, vị trưởng lão họ thôi đột nhiên đưa tay ra, ngăn cản đối phương, hạ giọng nhắc nhở, bọn chúng là thân binh được châu mục đại nhân nuôi dưỡng, thường xuyên chạy ra ngoài kiếm chút nhét kẻ răng, đây không phải là lần đầu bọn họ làm chuyện này, ăn no rồi họ sẽ trở về. Thanh niên áo trắng sững sờ tại chỗ, khó có thể tin nổi nhìn trưởng lão họ thôi nghe ý của thôi trưởng lão là không có ý định quản sư huynh vậy cứ để mặc bọn chúng tùy ý làm bậy ư sư phụ hắn bực tức nói trưởng lão họ thôi lạnh lùng trả lời bởi vì mấy thôn dân này là đắc tội với quân đoàn cự binh thậm chí chọc giận châu mục đại nhân và tứ đại môn phiệt để cảm thấy đáng giá không sư phụ thanh niên áo trắng lập tức im lặng tay cầm kiếm chậm rãi buông xuống thấy cảnh này Kẻ mặt thanh niên áo trắng hiện rõ sự thất vọng lớn lao, không cam lòng và tuyệt vọng. Sau cả buổi, hắn cúi đầu mắt ngấn lệ, thân thể không kìm được trung lên, chỉ cảm thấy lòng ngực khó chịu, không hô hấp nổi. Chúng ta đi thôi. Trưởng lão họ thôi lạnh lùng, xoay người, vất tay áo cất bước rời đi. Nhưng ngay lúc này, trong đống người bỗng nhiên có động tĩnh. Một thôn dân trung niên cường tráng bò ra, vội vã chạy về phía thanh niên áo trắng mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, gào thét, cứu mạng, xin hãy cứu mạng. Năm cự bình đồng loạt nghiêng đầu qua. Thôn dân trung niên chạy đến phía sau thanh niên áo trắng, khàn giọng cầu xin, ba vị đại hiệp, xin hãy cứu cha nương và vợ con ta, chẳng phải lục hư tông các người là danh môn chính phái ư. Sắc mặt thanh niên áo trắng tái nhợt, đờ đẫn đứng tại chỗ. Sư phụ hắn cao mày, quay đầu đi, nét mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Mẹ kiếp, Viện chết đi được. Một gã cự binh giận tím mặt, bỗng nhiên phun chiếc xương đùi từ trong miệng ra. Vút, xương đùi phóng ra như mũi tên, trong nháy mắt đâm xuyên lồng ngực của thôn dân trung niên, thế không thể đỡ, đánh úp thanh niên áo trắng. Đúng lúc sư phụ hắn quay đầu đi, không kịp phản ứng, trong lòng nhất thời hồi hộp. Thanh niên áo trắng phản ứng chậm hơn, đầu tiên hắn bị máu tươi phun đầy mặt, tiếp đấy là một tiếng ken vang lên, lồng ngực truyền đến cơn đau kịch liệt cả người bị văng ra ngoài. Xương đùi chuẩn xác đánh vào trường kiếm. Trường kiếm lại đâm vào ngực thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng ngã ngửa ra đất, miệng phun một nguồn máu tươi, tức thì ngất xỉu. Tiểu Tân Sư phụ hắn quá sợ hãi, cuốn quyết ôm lấy thanh niên áo trắng kiểm tra. Ngực trọng thương, kiếm đâm thẳng đến phổi. Ngươi Sư phụ thanh niên áo trắng triệt để xù lông, bỗng rút thanh kiếm bản rộng ra, phi thân vọc tới trước. Hùng sư đệ, đừng. Thôi trưởng lão quay đầu lại, vội vàng la to. Nhưng sư đệ họ hùng của hắn đâu nghe lọt tai nữa, thanh kiếm bản rộng trong tay bổ ra một đạo kiếm khí hùng cung màu vàng. Cự binh biến sắc, lập tức cầm lấy tấm khiên ở bên cạnh trắng trước người. Bùng, tấm khiên màu đồng cao 3 mét giống như một cánh cổng đón lấy kiếm khí hình cung màu vàng. Tấm khiên màu đồng rung chuyển, xuất hiện thêm một khoảng trống dày ở giữa và mỏng ở hai đầu. Kiếm khí hình cung vàng lập tức nổ tung hóa thành sương mù vàng khuếch tán xung quanh. Cự binh không bị mất sợi lông cọng tóc nào, đồng thời đá một cước vào khúc gỗ trước mặt. Ba người ôm lấy khúc gỗ dày gãy bay ra ngoài. Trưởng lão họ hùng lại bổ thêm một nhát kiếm, khúc gỗ phân làm hai bay ra hai bên. Sau một khắc, cự binh lao đến, tay trái cầm khiên, tay phải giơ cao thanh đại kiếm, bổ một nhát xuống ầm ầm hùng trưởng lão nghi người tránh ra tại vị trí hắn vừa đừng lập tức có thêm một cái rãnh sâu hoắm mặt đất chấn động theo nhát kiếm này quá ghê gớm sức mạnh kinh người đạt đến ba mươi vạn cân hùng trưởng lão không khỏi khựng lại hắn đạt đến cửu ngưu cảnh sơ kỳ cự binh này không hề yếu hơn hắn đã vậy còn có thêm khôi giáo và sức phòng ngự đáng gờm chứ đừng nói đến còn có bốn cự binh đang nhìn chằm chằm con mẹ mày đại gia làm thịt ngươi luôn cự binh hùng hùng hổ hổ, hơ kiếm chém lần nữa, vừa nhanh vừa dũng mãnh, thế như trẻ tre. Thấy tình hình này, hùng trưởng lão không chút do dự thi triển hóa yêu, khí tức thở ra biến thành màu vàng. Hắn há mồm phun ra một luồng khí tức màu vàng như sương như khói bay đến trước mặt cự bình, quanh quẩn xung quanh gã không tiêu tan. Trong chốc lát, cự binh đuổi chém hùng trưởng lão đột nhiên cảm giác hô hấp khó khăn, thở hỗn hển. Khí tức màu vàng vô cùng quỷ dị, nó như thể cắt đứt hô hấp của cự binh. Nhân cơ hội này, hùng trưởng lão chém một nhát vào chân sau của cự binh. Phục xì máu tươi như bão lũ ào ra, vải đầy mặt đất. Cự binh kêu thảm thiết, quỳ một chân trên mặt đất. Hùng trưởng lão đâm thêm một nhát vào cổ cự binh. Dừng tay. Thôi trưởng lão hoảng sợ, vẻ mặt của bốn gã cự binh còn lại cũng thay đổi mạnh mẽ. Nhưng giây tiếp theo, gã cự binh kia bỗng vứt đại kiếm, một tay tóm lấy thanh kiếm bản rộng của hùng trưởng lão. Máu tươi chảy ra từ giữa ngón tay gã nhỏ xuống mặt đất. Giết! Bốn gã cự binh khác đã nổi giận, đồng loạt cầm tấm khiên và đại kiếm lên, cùng nhau xông đến. Hùng trưởng lão lùi về sau, liên tiếp phun ra hai ngụm khí tức vàng, bao bọc hai cự binh trong số đó. Lúc này, hắn đã đạt đến cực hạn, không cách nào phun ra thêm khí tức vàng nữa. Hai cự binh còn lại hung hãn không sợ chết, lao thẳng đến, giơ kiếm lên chặt. Hùng trưởng lão đỡ trái hở phải, trong lúc tránh né di chuyển càng lúc càng vất vả. Điều đáng sợ hơn là máu thịt bắp chân sau của cự binh bị hắn chém tổn thương xoay tròn lại tự lành bằng tốc độ kinh người, không bao lâu máu đã ngừng chảy, có thể đứng thẳng lên. Cự binh kia giơ đại kiếm hung hăng đập vào tấm khiên của mình. Âm thanh ầm vang dội lên một làn sóng hình vòng khuyên khuếch tan ra, sóng xung kích mạnh mẽ chấn động làm cho khí tức vàng bị hỗn loạn. Một giây sau, không khí trong lành tràn vào. Cự binh hít thật sâu, hô hấp tức thì thông thuận hơn rất nhiều. Hừ, đây chính là LTL, cục hư phù sinh kiếm ư. Chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Cự binh vừa chế dễu vừa lắc chân, gân chân bị chặt đứt lành lại với tốc độ thấy rõ. Gã khởi xướng công kích lần nữa. Lúc này, một luồng khí tức màu đỏ bỗng nhiên vọt tới, bao trùm lấy gã. Phục xì cự binh biến sắc, cúi đầu nhìn xuống vết thương vốn sắp lành lại bị rách ra lần nữa sau khi bị khí tức đỏ xâm nhập. Ngươi! Cự binh hầm hầm nhìn về phía trước, thì thấy thôi trưởng lão vòng trở lại, ngắn trước mặt cự binh. Quân gia, xin hãy khoan dung độ lượng. Thôi trưởng lão nghiêm sắc mặt, chân thành nói, dù gì nơi này cũng là địa bàn của lục hư tông bọn ta, các ngươi khiêu khích như vậy không tránh khỏi quá đáng cự binh tức đỏ mắt hung dữ mắng lại con mẹ mày ta khiêu khích ngươi đấy thì sao thôi trưởng lão vừa thấy đôi mắt cự binh hóa đỏ da mặt lập tức co quắp lại vội vàng cúi người bồi tội quân gia bớt giận bọn ta đã vô ý mạo phạm bớt giận cái con mẹ mày trong chốc lát đôi mắt cự binh triệt để đỏ rực thân thể đột nhiên tăng vọt cơ bắp cả người vặn vẹo như bánh quẩy gã như thể biến thành một quái vật toàn cơ bắp. Giống như một núi thịt, dậm chân mà đến. Tiêu rồi, hắn cuồng nộ rồi. Thôi trưởng lão thầm kêu khổ, không khỏi thở dài, rút kiếm ra khỏi vỏ, tế ra một đạo kiếm khí hình cung màu đỏ. Thế nhưng, cự binh như phát điên kia dơ cao tấm khiên phát động công kích một cách liều lĩnh. Kiếm khí hình cung màu đỏ đánh lên tấm khiên nhưng hoàn toàn chặn không được bước đi của cự binh. Thôi trưởng lão liên tục lùi lại, trốn sau một cái cây. Tấm khiên quét ngang, các trầm đại thụ kia giống như cây mục rễ bị nhấc lên, đổ xuống. Thôi trưởng lão xám mặt chạy ra, ỉ vào thân pháp lanh lẹ di chuyển ra sau lưng cự binh chém một nhát kiếm. Ken, ti lửa tóe lên, điều đáng tiếc chính là kiếm khí hình cung đỏ kia chỉ đánh lên khôi giáp. Cự binh chỉ hơi lão đảo, vẫn bình yên vô sự, gã trở tay huy động đại kiếm quét ngang. Bùng, đại kiếm vạch phá mặt đất, hất tung đất đá cuồn cuộn về phía trước. Thôi trưởng lão bị ép phải nhảy lên, đáp xuống một đại thụ. Cùng lúc đó, hùng trưởng lão vẫn đang trong tình cảnh khổ chiến, hắn bị bốn cự binh vây quanh, nguy hiểm đầy rẫy. Đây là do các ngươi ép ta, ta liều mạng với các ngươi. Hắn hít thật sâu, ngang nhiên phun khí tức ra ngoài. Chỉ một thoáng, phù phù phù, số lượng lớn khí tức vàng mạnh mẽ khuếch tán, bao phủ một vùng không gian rộng lớn bốn cự binh chìm vào trong đấy, trước mắt đều là sương mù vàng, đưa tay lên không thấy được năm ngón. Cổ họng của bọn họ ngứa ngáy, không thể thở nổi, không lâu sau, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cuồng nộ. Đột nhiên, đôi mắt của một cự binh trong đấy bỗng đỏ rực, gã nhìn lên trời và gầm thét. Từng vòng tiếng gầm có thể nhìn thấy bằng mắt trần phát ra từ trong miệng gã, xua tan đi khí tức vàng. Hùng trưởng lão thấy vậy, giật mình kinh hãi, trong mắt không thể kiềm chế nỗi tuyệt vọng đang hiện rõ năm cự binh này đều là thân binh do châu mục đại nhân nuôi dưỡng thực lực vô cùng cường hoành sức chiến đấu bình thường của bọn họ tương đương với cửu ngưu cảnh sơ kỳ chỉ khi nào tiến vào trạng thái cuồng nộ uy thế của họ mới khác biệt hoàn toàn dưới trạng thái cuồng nộ thực lực của cự binh có khả năng trực tiếp tăng vọt đến cửu ngưu cảnh trung kỳ hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong nói cách khác bọn họ là nhóm cự binh lợi hại nhất Đam Châu, số lượng thật không nhiều nhưng cũng không nói rõ là có bao nhiêu gã. Thật khó hiểu khi các cự binh cấp tinh anh này hết lần này đến lần khác cứ tùy ý làm càng trên địa bàn lục hư tông. Cự binh cuồng nộ phát lực lao về phía hùng trưởng lão, sát ý mãnh liệt, tột đỉnh. Ta phải ăn ngươi. Gã nổi điên nhào về phía hùng trưởng lão, đôi mắt đỏ ngầu nhắm vào người mà gã muốn ăn. Hùng trưởng lão thầm run rẩy, nỗi sợ hãi vô biên hiện rõ trên gương mặt. Nhưng đột nhiên, cự binh cuồng nộ kia khựng lại, cúi đầu nhìn xuống. Hùng trưởng lão cũng sững sờ và nhìn về phía hông của cự binh cuồng nộ. Chỉ thấy một xúc tu máu quấn chặt lấy eo của cự binh cuồng nộ, siết chặt và thực sự thu nhỏ vòng eo của cự binh cuồng nộ. Cự binh cuồng nộ điên cuồng giãy dụa, vứt bỏ tấm khiên để rảnh tay giãy dụa, tay còn lại huy kiếm chém vào xúc tu máu nhưng đại kiếm của gã còn chưa kịp đánh xuống thì xúc tu máu thứ hai đột nhiên lao tới đập trên đầu của gã. Bốt, cổ của cự binh nháy mắt không còn nữa, đầu gã chìm sâu xuống dưới lồng ngực. Cả cự binh trừng to mắt nhìn, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp đấy, toàn thân gã nổ tung, màn này đã khiến hùng trưởng lão trợn mắt há mồm, trúng động đến cực điểm. Ngay lập tức, xúc tu máu thứ ba xuất hiện, vừa cùng bắt lấy gã cự binh khác, mạnh mẽ ném vào không trung hùng trưởng lão ngẩng đầu nhìn theo, trơ mắt nhìn thấy ba xúc tu máu xông thẳng lên, điên cùng cuộc gã tự binh kia. tự binh bị quất bay, rơi xuống, lại bị quất bay tiếp, ba xúc tu náo thay nhau ra trận, hành hạ mấy lần, ẩu đã liên tục. Hỗn xược. tự binh bị chọc giận, đôi mắt bỗng rực đỏ. Thế nhưng, thân thể gã lúc này đang ở giữa không trung, tinh thần không chịu khống chế, bị xúc tu máu đùa bẩn trong lòng bàn tay. Sau khi gã cự binh bị quật thê thảm hơn 30 lần, cuối cùng không chịu nổi nữa, toàn thân nổ tung hóa thành một khối sương mù máu. Hùng trưởng lão trố mắt nhìn, hắn thấy sương mù máu không khuếch tán ra mà dung nhập vào trong xúc tu máu như thể bị nó hấp thụ vậy. Xúc tu máu tăng vọt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bỗng nhiên nó chuyển hướng lao về phía thôi trưởng lão. Hắn đang chiến đấu kịch liệt với cự binh cuồng nộ, tự binh trong trạng thái cuồng nộ cũng tập trung sự chú ý lên người thôi trưởng lão, hoàn toàn không để ý đến tình huống xung quanh mình. Sau khi cự bình cuồng nộ, gần như mất đi tất cả lý trí, sẽ chỉ nhìn chầm chầm vào kẻ địch trước mắt mình. Đây cũng là một trong những nhược điểm của bọn họ. Cự binh cuồng nộ không hề kịp phòng ngự đã bị xúc tu máu tóm lấy và ném lên không trung. Kết cục của gã cũng không khác gì hai cự binh trước, toàn thân nổ tung và trở thành chất dinh dưỡng tẩm bổ cho xúc tu máu. Ba xúc tu máu nhanh chóng dài thêm 10 mét, đồng thời mọc ra thêm xúc tu thứ tư. Hai vị hùng trưởng lão và thôi trưởng lão đồng thời chuyển dời ánh mắt, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào đã có một vị cao thủ cửu ngưu cảnh đang tới gần. Người này dĩ nhiên là Phương Tri Hành. Lúc này, dáng người cậu cao lớn dị thường, toàn thân mình đồng da sắt, cơ bắp bành trướng, thân thể cao đến hơn 5 mét. Hùng trưởng lão và thôi trưởng lão bất giác nhìn nhau và đều phát hiện mình không quen biết người trẻ tuổi lạ lẫm này. Lúc này, khí tức vàng bay tán loạn. Hai gã cự binh còn lại bỏ chạy ra ngoài, lạnh lùng quan sát xung quanh, con người bỗng rung lên. Xúc tu quái. Hai gã cự binh biến sắc, ánh mắt nhìn chầm chầm lên phương tri hành. Bọn họ không nhìn thấy ba cự binh kia đâu, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, mọi việc đều không rõ ràng cho lắm phương tri hành đứng cách đó không xa xoay đầu lại bình tĩnh đánh giá hai gã cự binh bốn xúc tu máu bay múa dựng thẳng lên rồi nấn ná một lúc bỗng nhiên đè xuống hai cự binh thấy vậy vai kề vai đứng thẳng đồng thời giơ cao tấm khiên bảo vệ đỉnh đầu trầm ầm hai xúc tu máu đập thẳng lên tấm khiên hai xúc tu khác thì đập bên người bọn họ cơn giận huyết ma bộc phát hai cự binh không khỏi toàn thân run rẩy kịch liệt cảm giác hiệu quả phòng ngự của tấm khiên quá kém, như thể không bảo vệ được gì cả. Không ổn, chúng ta đang ở trong phạm vi công kích. Hai cự binh lấy lại tinh thần, không chút do dự, lập tức tiến vào trạng thái cuồng nộ. Đôi mắt của bọn họ lập tức đỏ rực như máu, dáng người tăng vọt. Thế nhưng, bọn họ không hề biết rằng điều phương truy hành đang chờ đợi chính là giây phút bọn họ cuồng nộ. Những xúc tu máu nện xuống đất quất quét và cuốn lấy chân hai cự binh cuồng nộ, ném bọn họ lên trời cao tiếp đó bọn họ lại bị hung hăng chà đạp một hồi bị đánh cho mình đầy thương tích thổ huyết như điên dừng tay đồ khốn nạn mau thả bố mày ra bọn ta là thân binh của châu mục đại nhân ngươi giết bọn ta thì phải nghĩ đến hậu quả hai gã cự binh gào thê lương thảm thiết nhưng vẫn bị đánh bầm dập mình mẩy tha mạng xin tha mạng một lát sau Tiếng la hét của bọn họ trở thành tiếng kêu trên trong giọng nói mang theo sự sợ hãi tột độ. Phương Tri Hành không chút biểu cảm, từ đầu đến cuối đều thờ ơ, bùng bùng nương theo hai tiếng nổ vang trời, thân thể hai cự binh nổ tung hóa thành khối xương mù máu và bị xúc tu máu thôn vệ sạch sẽ. Một, chiến thắng hoặc giết chết 36 mạng có thực thực cửu ngưu cảnh trung kỳ, 5 phần 36. Phương Tri Hành nhếch khóe miệng, không ngờ cậu còn chưa đến lục hư tông mà đã có thu hoạch bất ngờ rồi. Sau khi năm cự binh tinh anh tiến vào trạng thái cuồng nộ, thực lực đều đạt tới cửu ngưu cảnh trung kỳ. Phương tri hành không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã giải quyết sạch sẽ năm gã đồng cấp. Cậu càng đánh càng mạnh, có sự khởi đầu tốt bằng chiêu đánh lén, tiếp đó cậu kiểm soát cục diện, mọi việc tự nhiên như nước chảy thành không, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Biện pháp tốt nhất có thể ngăn cản cậu chính là ngăn chặn ngay từ khi cậu bắt đầu bước vào cuộc chiến. Đương nhiên Năm gã cự binh đều không biết điểm ấy. Cho dù bọn họ có biết thì cũng né không khỏi chiêu đánh lén của Phương Tri Hành, kết cục đã được quyết định từ lâu. Phương Tri Hành nhẹ nhàng giết chết năm cự binh tinh anh, từ đầu tới cuối cậu không hề di chuyển khỏi vị trí đang đứng. Cậu thản nhiên quay đầu nhìn quanh hiện trường. Hai vị hùng trưởng lão và thôi trưởng lão hô hấp ngưng trệ, nhìn cậu với ánh mắt khó mà tin nổi. Thanh niên áo trắng cũng tỉnh lại, hắn nằm yên trên mặt đất ngước cổ lên nhìn Phương Tri Hành, vẻ mặt hiện rõ sự sùng bái vô biên. Hắn là một thanh niên nhiệt huyết, rất ngưỡng mộ nhưng đại hiệp giang hồ. Gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ. khoái ý ân cừu, chớ hỏi tương lai. Phương Tri Hành đột nhiên xuất hiện, hành hạ tàn sát năm cự binh đáng sợ kia, cứu bọn họ và bách tính đáng thương. Đại anh hùng, hắn chắc chắn là một đại anh hùng, nháy mắt sau, Phương Tri Hành chuyển hướng sang những bách tính kia, dưới ánh mắt chăm chú của ba người, xúc tu máu bỗng đập xuống, bốc bùng toàn bộ cư dân chồng chất như núi kia đều nổ tung hóa thành khối sương mù máu, chết không toàn thây. Thấy tình cảnh này, hai vị thôi trưởng lão và hùng trưởng lão không khỏi rùng mình, da đầu tê liệt. Biểu cảm của thanh niên áo trắng cứng đờ, sự sùng bái và cảm kích trên khuôn mặt hắn chuyển thành kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Tại sao thanh niên áo trắng ngơ ngác triệt để ngơ ngẩn luôn phương tri hành chậm rãi bước tới móc ra một cái ngọc bài đen mở miệng các ngươi có biết vật này không hùng trưởng lão và thôi trưởng lão chớp mắt rồi cẩn thận quan sát miếng ngọc bài đen kia vẻ mặt hơi mờ mịt rất hiển nhiên bọn họ chưa từng nhìn thấy miếng ngọc bài đen này thậm chí là chưa từng nghe qua phương tri hành lập tức bó tay cái quỷ gì vậy tính vật thiên ẩn đưa cho cậu không dùng được à hùng trưởng lão thở hổn hển chắp tay nói xin hỏi quý danh của hiệp sĩ phương tri hành từ tốn trả lời ta cũng là môn nhân của lục hư tông đây là tín vật nó nơi xa xưa một chút có thể chỉ có tông chủ của các ngươi nhận ra thôi hùng trưởng lão là thôi trưởng lão lập tức biến sắc thôi trưởng lão ngẫm nghĩ không khỏi thắc mắc nếu ngươi là môn nhân của lục hư tông ta tại sao lại không tu luyện chân truyền ltl cục hư phù sinh kiếm của bản môn phương tri hành hừ lạnh lùng lười giải thích nói thẳng dẫn ta đi gặp tông chủ các ngươi thôi trưởng lão lập tức ngậm miệng ngượng ngùng cười gượng thật không dám hỏi nhiều phương tri hành nhìn xung quanh cấp thúc dọn sạch chiến trường xử lý vết tích sau đó cậu đi về phía xa và cất tiếng gọi vèo một cái châu chấu quái bay tới dị thú ba người hùng trưởng lão giật nảy mình nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện châu chấu quái không gây tổn thương bất cứ ai, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh phương tri hành, duy trì bộ dạng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tình cảnh này càng khiến ba người chấn động, không hiểu gì chỉ biết là rất lợi hại. Phương Tri Hành nhảy lên lưng châu chấu quái, ngoắt tay và nói, ba người các ngươi cũng leo lên đây đi. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, không dám do dự đồng loạt nhảy ra sau lưng Phương Tri Hành. Châu chấu quái vỗ cánh bay vọt lên bầu trời, mọi thứ dưới mặt đất bỗng trở nên nhỏ bé. Thanh niên áo trắng chưa từng được bay qua nên rất là hoảng loạn. Cũng may được hùng trưởng lão đỡ lấy, nếu không rất có thể hắn sẽ rơi xuống đất và trở thành một đống thịt nát. Chẳng mấy chốc, ba người dần bình tĩnh lại. Thanh niên áo trắng nhìn chầm chầm phương tri hành, mấy lần muốn nói lại thôi. Đến giờ khắc này, cuối cùng hắn không nhịn nổi nữa mở miệng hỏi, Đại Hiệp, tại sao ngài lại muốn giết chết những thôn dân vô tội kia? Im ngay. Hùng trưởng lão kinh hãi, mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng nghiêm nghị quát hắn. Thanh niên áo trắng lộ vẻ không phục, cúi đầu xuống. Phương Tri hành trầm mặt, trả lời, "Châu mục đại nhân không thể nào thờ ơ trước cái chết của năm cự binh, một khi điều tra thì ngươi cảm thấy những thôn dân vô tội kia sẽ giữ mồm giữ miệng được không?" Thanh niên áo trắng im lặng nhưng sâu trong nội tâm hắn vẫn giữ thái độ không phục hắn xuất thân bần hàng và cũng là một nhân vật nhỏ hèn mọn khi nhìn thấy cảnh dân chúng vô tội chết thảm trong lòng không cách nào chấp nhận được tại sao bọn họ lại phải chết giấu bọn họ đi không được à thế nhưng có một điều mà hắn cũng biết rõ chỉ có miệng người chết là kiên cố nhất đại anh hùng và lục hư tông đều không thể gánh nổi mối nguy cơ này sắc trời dần tối đen vầng trăng sáng đã mọc lên trên trời ánh trăng như nước chiếu xuống mặt đất không bao lâu sau phương tri hành nheo mắt lại thấy rõ một hẻm núi vắt ngang mặt đất giống như một vết sẹo xấu xí hẻm núi được bao phủ bởi mây và sương mù trông vô cùng thần bí châu chấu quái bay thẳng qua khi vừa đến gần hẻm núi thì một luồng sóng nhiệt đột ngột đập vào mặt nó đã đến hẻm núi trước phim rồi dưới hẻm núi này có phải có dung nham ngầm không phương tri hành nhướng mày hỏi hùng trưởng lão liền nói sâu trong hẻm núi thông thẳng xuống dưới lòng đất có dòng dung nham chảy qua vì vậy khí hậu trong thung lũng ấm áp, bốn mùa như mùa xuân. Phương Tri Hành hiểu ra, cưỡi con quái vật châu chấu bay xuống, đáp ở lối vào thung lũng. Bốn người nhảy xuống. Phương Tri Hành vẫy tay với con quái vật châu chấu, thở phào nói, đường đi này vất vả cho ngươi rồi, ngươi đi đi. Con quái vật châu chấu do dự một chút, chậm rãi quay người, vỗ cánh bay đi. Nó chỉ còn lại không đến nửa ngày tuổi thọ. Phương Tri Hành để nó tự sinh tự diệt đại hiệp mời bên này thôi trưởng lão không lưng chủ động dẫn đường phương tri hành không từ chối bốn người đi qua sơn môn dọc theo một con đường ngoằn ngoèo tiến vào hẻm núi cảnh sắc trong thung lũng hoàn toàn khác biệt với bên ngoài giống như rừng mưa nhiệt đới vừa nóng vừa ẩm cây cối cao vút tận mây lá xanh tươi tốt tán cây khổng lồ như màn trời mà xanh lục còn có đủ loại hoa cỏ kỳ lạ vô số loại côn trùng và chim muông khắp nơi là tiếng chim hót hoa nở tạo nên một thế giới rừng cây nguyên sinh đầy màu sắc phương tri hành đứng trong đó ngửi thấy mùi hương thơm ngát của cây cỏ lan tỏa trong không khí bốn người đi được một đoạn phương tri hành bỗng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách một con suối nhỏ nhanh chóng hiện ra trước mắt trên mặt suối có những làn hơi trắng bốc lên lan tỏa ra hai bờ mờ mờ ảo ảo như tiên cảnh cậu tiếp tục đi lên đến thượng nguồn con suối Phương Tri Hành ngẩng đầu lên, thấy từng dòng suối nước nóng điểm xuyến trên mặt đất. Suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, sôi sùng sục. Vài con hươu trắng xinh đẹp đứng bên suối nước nóng uống nước, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu, tạo cảm giác thư thái dễ chịu. Đột nhiên, một bầy khỉ từ trong rừng nhảy ra, hùa vào trong nước. Mấy con hưu trắng bị hoảng sợ, quay đầu chạy về phía một con dốc. Trên con dốc có một đoạn bậc thang rộng, từ chân núi lên đến đỉnh phương tri hành ngước lên liền nhìn thấy đỉnh dốc lộ ra một góc mái đình đại hiệp đến rồi thôi trưởng lão chỉ lên đỉnh dốc bước chân nhanh hơn phương tri hành không vội trước tiên quan sát xung quanh rồi mới leo lên bậc thang đến đỉnh dốc ngay lập tức một thâm cung rộng lớn đứng sừng sững trước mặt phương tri hành trên cổng lớn treo một tấm biển viết ba chữ lớn lục hư cung phương tri hành nhướng mày ngạc nhiên nói không phải là lục hư tông à thôi trưởng lão vội vàng giải thích đại hiệp không biết đấy thôi lão tổ khai sơn của lục hư tông chúng tôi là một công tử nhà giàu nghe nói ông tình cờ gặp một kỳ nhân được kỳ nhân truyền thụ tuyệt học từ đó học được võ công tuyệt thế để báo đáp kỳ nhân đó tổ sư đã xây dựng một cung điện hoa lệ trong hẻm núi này chuyên để kỳ nhân ẩn cư sau này vị kỳ nhân kia rời đi tổ sư gia liền vào đây ở lập công phái thu nhận nhiều đệ tử từ đó mới có lục hư tông ngày nay. Phương Tri Hành hiểu ra, không nhịn được hỏi, tổ sư gia khai tông lập phái từ khi nào? Cái này thì... Thôi trưởng lão do dự một chút, nghiêm túc đáp, tàn thư lâu của lục hư cung từng bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn, dẫn đến nhiều tư liệu bị cháy, trong đó có cả những thông tin về tổ sư gia. Theo phỏng đoán, lục hư cung được xây dựng vào thời kỳ gia nguyên đế, đến nay ít nhất cũng đã 600 năm. 600 năm. Phương Tri Hành không khỏi hít một hơi thật sâu. Thiên ẩn từng nói ông ta là một quái nhân ngàn năm, lời này xem ra không phải nói khoác. Tuổi thọ của thiên nhân thực sự rất dài. Thậm chí, họ vượt ra ngoài mọi quy tắc trường sinh bất lão, ngẩng đầu và cúi đầu nhìn trời đất. Trong lúc nói chuyện, cả nhóm bước vào Lục hư cung. Bọn họ nhìn xung quanh, trong cung điện nguy nga, những lầu các chồng chất, bố trí khéo léo, hành lang gấp khúc âm u hẻo lánh. Các bức tường được chạm khắc, thủy tạ ca đài, mỗi viên gạch mỗi viên ngói đều vô cùng hoa mỹ, không chỗ nào không toát lên khí chất phi thường. Phương tri hành cúi đầu, nhận ra mặt đường dưới chân được lát bằng đá cẩm thạch trắng, như gương, phản chiếu bầu trời xanh và mây trắng. Hai bên đường cây xanh rợp bóng, đặt đủ loại hoa đá kỳ lạ, lung linh bắt mắt khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Chẳng mấy chốc, họ rẽ vào một hành lang dài hành lang được chạm khắc tinh xảo sống động như thật bao gồm đủ loại dị thú tồn tại trong thực tế cũng như các thần thú và hung thú trong truyền thuyết bốn người đến cuối hành lang qua một cổng vòng phương tri hành ngẩng đầu thấy một lầu các trang nhã xuất hiện trước mặt từ các cột đá dưới mái hiên hoặc là hình ảnh chạm khắc đều hiện rõ dấu vết của thời gian khắp nơi đều toát lên một không khí cổ kính và bí ẩn tấm biển chữ nhật nằm ngang trên đầu viết ba chữ như rồng bay phượng múa đình mặt cát hùng trưởng lão và thôi trưởng lão cùng với thanh niên áo trắng vội vàng bước vào trong các lầu phương tri hành dừng bước kiên nhẫn chờ đợi chẳng bao lâu thanh niên áo trắng trở lại kính cẩn giơ tay làm một động tác mời lớn tiếng nói đại hiệp tông chủ cho mời phương tri hành bước vào trong các lầu đập vào mắt là một đại sảnh rất rộng trống trải hơi giống đại hùng bảo điện của phật môn ở chỗ sâu nhất của đại sảnh có một tượng thần cao lớn bên dưới đặt rất nhiều nến tất cả đều được thắp sáng cháy hừng hực nhìn thấy cảnh này phương tri hành cảm thấy rất quen thuộc cậu suy nghĩ một lúc đột nhiên rùng mình hồng tùng sơn trang phương tri hành từng đến hồng tùng sơn trang giết hết tất cả mọi người trong trang trong trang cũng có một đại điện tương tự thờ một tượng đá thần bí tâm trạng phương tri hành lúc lên lúc xuống cẩn thận quan sát tượng thần, tượng cao hơn 6 mét, hình dáng là một nữ tử xinh đẹp. Tay trái của tượng thần để sau lưng, tay phải bấm lan hoa chỉ, nó cúi đầu, đôi mắt như ngủ như thức, có phần giống với Bồ Tát cúi đầu, mang một nét thần thánh từ bi. Lúc này, dưới tượng thần có ba bóng người đang đứng. Ngoài hai vị hùng trưởng lão và thôi trưởng lão còn có một ông lão tóc bạc mặc áo bào đen. Thân hình của ông lão này trung bình, dung mạo bình thường, ánh mắt hơi đục, và nua lộ rõ vẻ mệt mỏi khụ 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 ông lão tóc bạc đánh giá phương tri hành vừa định mở miệng nói chuyện đột nhiên ho một tràng ông lão bỗng nhiên ho khan dữ dội đến nỗi gập cả eo phương tri hành tiến lên phía trước không khỏi trao mày một lát sau ông lão tóc bạc lấy khăn tay ra lau miệng chắp tay nói lão hủ là phạm chính luân là tông chủ lục hư tông không biết tôn giá là ai phương tri hành đáp ta là Phương Tri Hành, một lãng tử giang hồ. Phạm Chính luôn mỉm cười nói, Phương Đại Hiệp, ta đã nghe nói sự việc rồi, ngài giết năm tên cự binh, cứu ba môn nhân của lục hư tông ta, lão hủ vô cùng cảm kích. Nói đến đây, ông ta dường như không muốn nói thêm nữa, đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, nhanh chóng hỏi, tuy nhiên, ta nghe nói ngài tự xưng là môn nhân của lục hư tông ta, chuyện này là sao? Phương Tri Hành lấy ra một tấm ngọc bài màu đen, ném qua. Phạm Chính luôn nhận lấy, nhìn kỹ, trong đôi mắt mờ đục bỗng nhiên bừng sáng, vô cùng cảm động. Ông ta kích động, ngay sau đó vẫy tay ra lệnh, các ngươi lui ra trước đi. Hai người hùng thôi liếc nhau, không chút do dự chấp tay cáo lui. Lòng ngực của Phạm Chính luôn phập phòng hỏi, ngài, chẳng lẽ ngài là đồ đệ của vị kỳ nhân đó? Phương Tri Hành gật đầu nói, đúng vậy, ta là đệ tử thân truyền của vị kỳ nhân đó, ông ta phái ta đến đây. Phạm Chính Luân nghẹt thở, thốt lên: "600 năm rồi, ông ta vẫn còn sống sao?" Phương Tri hành thở dài, giọng phức tạp nói: "Đúng vậy, vị kỳ nhân đó vẫn sống rất tốt." Phạm Chính Luân vô cùng chấn động, vẻ mặt không thể tin được, tặc lưỡi ngạc nhiên. Ông ta cảm thán: "Tuy lão hữu nghe từ tông chủ tiền nhiệm về những kỳ tích của vị kỳ nhân đó, nhưng luôn bán tính bán nghi, thậm chí ta còn nghi ngờ liệu vị kỳ nhân đó có thực sự tồn tại hay không." Không ngờ tất cả đều là sự thật. Phương Tri Hành liếc nhìn tượng thần, hỏi, "Trong ghi chép của các ngươi, sư phụ của ta là một nữ nhân à?" Phạm Chính Luân chớp mắt, ngạc nhiên hỏi lại, "Chẳng lẽ không phải?" Trong lòng Phương Tri Hành thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Xem ra, 600 năm trước Thiên ẩn thật sự là một nữ nhân. Hai người ngồi xuống bồ đoàn dưới tượng thần. Phương Tri Hành im lặng một lát rồi mở miệng nói, làm phiền tông chủ giới thiệu cho ta tình hình của lục hư tông, thật lòng mà nói, ta đến từ vùng ngoài, hoàn toàn không hiểu gì về các ngươi. Phạm Chính luôn liên tục nói, lục hư tông bọn ta ở Đàm Châu nằm trong 10 đại môn phái, danh tiếng vang xa, truyền đến đời ta đã là đời thứ năm, tính theo bối phận, ngài nên là sư thúc tổ của ta. Tuy nói như vậy nhưng lão nhân gia hoàn toàn không có ý định quỳ hành lễ. Dù sao, thực lực là trên hết, Tu vi và kinh nghiệm của Phạm Chính luôn vượt trội hơn, dù Phương Tri Hành có bối phận rất cao cũng không đủ tư cách để người ta quỳ lạy. Phương Tri Hành nhếch miệng không kìm được hỏi, nếu Lục Hư Tông danh tiếng vang xa, nội tình thâm hậu, tại sao năm tên cự binh dám ngang nhiên gây họa trên địa bàn của các ngươi? Cậu hỏi ra cậu này, sắc mặt Phạm Chính luôn trở nên khó coi, thở dài nói, không dám giấu sư thúc tổ, Lục Hư Tông ta luôn tuân thủ tổ huấn, ẩn cư thế ngoại, không gây chuyện thị phi. Nhiều năm qua, bọn ta ẩn cư trong hẻm núi trước phim, hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, luôn là nước sông không phạm nước giếng, yên ổn không gây chuyện. Khoảng 10 năm trước, một người bạn cũ gửi thư nói rằng ông ta có một người bạn nhận nuôi một cô nương, vì cô rất xinh đẹp, thường xuyên gây chuyện thị phi nên muốn gửi đến chỗ ta để bảo vệ. Bạn cũ nhờ vả, ta không nghĩ nhiều đã nhận cô nương đó vào Lục Hư Tông để nuôi dưỡng. Và tai họa cũng bắt đầu từ đó ông lão nhắc đến cô nương đó vẻ mặt đầy ưu sầu lắc đầu nói cô nương đó dần dần lớn lên ngày càng xinh đẹp dù lục hư tông ta xa lánh thế tục nhưng chuyện của cô vẫn lan truyền ra ngoài thu hút nhiều kẻ bất lương dòng nó ông ta đếm ngón tay nói ở đam châu ngoài bốn đại môn Việt thế lực lớn còn có một số đại nhân vật càng không thể khinh thường họ là hoàng thân quốc thích nhân vật có thân phận tôn quý nhất quyền lực lớn nhất ở đam châu có nhiều thân phận hắn không chỉ là châu mục đại nhân mà còn là một phiên vương tức sắc an vương là thân thích của hoàng thất con trai của sắc an vương tức thế tử điện hạ nghe nói đồ đệ của ta xinh đẹp tuyệt trần kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô muốn cưỡng ép cưới cô đồ đệ của ta không muốn làm tiểu thiếp cho thế tử điện hạ nên đã làm hắn ta tức giận phương tri hành lập tức hiểu ra hỏi cho nên hiện tại thế tử điện hạ đang liên tục gây áp lực cho lục hư tông ép đồ đệ của ông cưới hắn ta phải không? Phạm Chính luôn liên tục gật đầu, thở dài, thế tử điện hạ vô cùng kiêu ngạo, việc này hắn ta đương nhiên không đích thân ra tay, nhưng người dưới trướng hắn ta tranh nhau bán mạng cho hắn ta. Các thế lực khác vì muốn lấy lòng Sắc An Vương và thế tử điện hạ, từng người một gây sóng gió, dùng đủ mọi cách làm khó dễ Lục hư tông ta. Hai, nếu lão hủ trẻ thêm 10, 20 tuổi nữa, cũng không sợ họ nhưng mà. Phương Tri hành tò mò hỏi ông là tu vi gì? Phạm Chính Luân đáp, cửu ngưu cảnh đỉnh phong. Còn sắc An Vương thì sao? Hắn tất nhiên là bách ngưu cảnh, trấn áp một châu, mạnh mẽ vô địch. Bốn đại môn Việt thì sao, tu vi mạnh nhất là bao nhiêu? Người mạnh nhất của bốn đại môn Việt đều là cửu ngưu cảnh đỉnh phong, tu vi ngang với lão hủ, nhưng thể chất của họ trời sinh ưu Việt, thực lực đều hơn ta. Phương Tri Hành đã hiểu, sự nghi ngờ trong đồng tử lập tức tan biến nền tảng của môn việc thế gia cuối cùng cũng được hé lộ. Phương Tri Hành mỉm cười nhẹ nhàng nói, nếu ta đã đến rồi, chuyện của Lục Hư Tông là chuyện của ta. Cậu trịnh trọng nói, sư phụ đã nói với thiên phú của ta, chỉ cần Lục Hư Tông dốc lòng cung cấp, ta rất nhanh có thể đột phá đến cửu ngưu cảnh đỉnh phong. Phạm Chính luôn nghe vậy, sắc mặt biến đổi, hít sâu nói, tổ sư gia trên cao, vật lực của Lục Hư Tông sẽ làm hài lòng tổ sư thúc. Tốt, phương tri hành mỉm cười hài lòng không khách sáo nữa liên tục nói ông gọi các cao thủ của lục hư tông đến đây ta muốn làm quen với bọn họ phạm chính luân cũng có ý này lập tức gọi với bên ngoài người đâu hai người hùng thôi và thanh niên áo trắng cùng bước vào phạm chính luân nghiêm túc nói lập tức truyền các trưởng lão vào điện nghị sự vâng ba người hùng trưởng lão nhanh chóng nhận lệnh rời đi không lâu sau từng bóng người bước vào điện Phần lớn là ông lão bước đi loạn choạng cũng có vài người trông rất trẻ. Phạm Chính Luân hỏi, người đến đủ chưa? Hùng trưởng lão đáp, ngoại trừ đồ đệ của ngài đang bế quan, còn có hàng trưởng lão đang nằm liệt giường, tất cả đều đã đến. Phương Tri Hành nghe vậy, quét mắt qua bọn họ, đếm số người, tổng cộng là 31 vị. Các cao thủ cửu ngưu cảnh của Lục Hư Tông bao gồm cả Phạm Chính Luân, tổng cộng là 35 người. Số lượng này thật sự không ít phương tri hành thầm gật đầu trong phạm vi thế lực cốt lõi của một châu các cao thủ cửu ngưu cảnh quả nhiên nhiều không đếm xuể chỉ riêng một lục hư tông số lượng người ở cửu ngưu cảnh đã gấp ba lần số lượng của quận hà hà phạm chính luôn nhìn mọi người rồi giới thiệu vị này là tiền bối phương tri hành thân phận của ngài là tổ sư thúc của lục hư tông từ hôm nay trở đi các ngươi gặp ngài như gặp ta sư thúc tổ các trưởng lão nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không rõ ở đâu nhảy ra một vị tổ sư thúc. Nhưng Phạm Chính Luân chấp trưởng lục hư tông nhiều năm, uy nghiêm như trời, mọi người không dám chất vấn trước mặt. Bái kiến sư thúc tổ. Mặc kệ Phương Tri Hành là ai, mọi người cúi chào trước rồi nói. Phương Tri Hành cười nói, miễn lễ. Tiếp theo, Phạm Chính Luân lần lượt giới thiệu từng trưởng lão để Phương Tri Hành làm quen. Phương Tri Hành nhanh chóng phát hiện, trong số 31 vị cửu ngưu cảnh có mặt chỉ có 14 vị là cửu ngưu cảnh trung kỳ trở lên. Cao thủ quả nhiên vẫn hiếm hoi. Nhưng 14 cửu ngưu cảnh trung kỳ trở lên đã là dư giả đối với Phương Tri Hành. Điều kiện 3, quan sát ít nhất 7 cao thủ cửu ngưu cảnh hậu kỳ trở lên hóa yêu. Sắp có thể hoàn thành rồi, thân phận tổ sư thúc của Phương Tri Hành đã tọa thực, có thêm tầng thân phận này gia trì sẽ dễ dàng làm được rất nhiều chuyện. Vì vậy cậu mỉm cười, trực tiếp dặn dò chư vị trưởng lão các người có thể hóa yêu để ta mở mang tầm mắt được không đám trưởng lão ở trong điện càng khó hiểu phạm chính luân cũng giật mình không ngờ phương tri hành lại đưa ra yêu cầu như vậy hùng trưởng lão thấy vậy thì vội vàng giải thích tuy tổ sư thúc cũng là môn nhân của lục hư tông ta nhưng hắn lại không tu luyện võ công truyền thừa của lục hư tông vì vậy hơi tò mò mà thôi phạm chính luân đã hiểu ra ông ta giới thiệu tỉ mỉ tổ sư thúc võ công truyền thừa của lục hư tông ta tên là ltl cục hư huyền công cơ thể người có chứng bệnh của lục hư tức là thận hư tỳ hư khí hư huyết hư âm hư dương hư ltl cục hư huyền công lấy lục hư làm căn cơ sáu bộ phận cơ thể hóa yêu phóng ra lục hư chi khí tấn công kẻ địch khiến kẻ địch phát bệnh trong thời gian ngắn ví dụ hít thở không thông bại huyết phương tri hành nghiêng mắt nhìn hùng trưởng lão kinh ngạc nói võ công truyền thừa của các ngươi không phải là LTL, cục hư phù sinh kiếm à? Hùng trưởng lão vội vàng nói, LTL, cục hư phù sinh kiếm cải tiến dựa trên cơ sở của LTL, cục hư huyền công. Phạm Chính Luân cười giải thích, LTL, cục hư huyền công vô cùng huyền ảo, phải có ngộ tính cực cao mới có thể lĩnh ngộ thông suốt. Hơn nữa bộ võ công này có một đặc điểm là phải tu luyện đến cửu ngưu cảnh đỉnh phong mới có thể thi triển ra uy lực khiếp người ở cửu Ngưu cảnh sơ kỳ, trung kỳ, sức chiến đấu yếu hơn, kém hơn cùng cấp bậc không ít. chính vì nguyên nhân này, công chủ đời thứ ba yêu thích kiếm đạo đã dốc hết tâm huyết hợp LTL cục hư huyền công và lật hờ phụ sinh kiếm công lại làm một độc đáo sáng tạo ra LTL cục hư phụ sinh kiếm tăng cường sức chiến đấu cũng có thể khiến lục hư tông ta nhảy vọt trở thành môn phái đứng đầu. phương tri hành hiểu rõ công pháp mà thiên ẩn ban cho là LTL, cục hư huyền công, nhưng môn nhân lục hư tông lại lấy đó để tăng cường sự mạnh mẽ, tự ý tiến hành bóp méo. Cậu không khỏi tò mò, lúc tu luyện hai bộ công pháp đến cực điểm thì cái nào mạnh hơn? Đám trưởng lão nghe vậy thì không khỏi cười lên tiếng. Phạm Chính Luân đáp lại, nếu muốn so sánh ưu điểm khuyết điểm của hai bộ công pháp thì phải xuất hiện nhiều cao thủ cửu ngưu cảnh đỉnh phong trong cùng một thời kỳ, hơn nữa bọn họ đều phải ở đỉnh cao đời người sau khi tiến hành so tài mới biết được chỉ tiết lục hư tông ta chưa bao giờ đồng thời xuất hiện rầm rộ như vậy tất nhiên cũng không cách nào so sánh được phương tri hành hiểu rõ lúc này trong lòng cậu sinh ra một ý niệm nếu cậu có cơ hội tu luyện hai bộ công pháp hóa yêu thì chắc chắn sẽ lựa chọn ltl cục hư huyền công chính tông nhất phương tri hành đột nhiên có hứng thú vương tay làm ra tư thế xin mời cười nói Mời chư vị thi triển cho ta xem." Phạm Chính Luân hơi im lặng, rồi gật đầu nói, "Có gì mà không được." Nhân cơ hội này, bọn ta cũng nên bày ra chút nội tình của Lục Hư Tông cho Tổ sư thúc. Ông ta vừa nói ra lời này, đám người Hùng trưởng lão đều hưởng ứng, chỉ thấy bọn họ rút kiếm khỏi vỏ, khí chất cả người thay đổi, kiếm khí có màu sắc khác nhau lượn lờ ở quanh thân. Tổng cộng có 6 màu: vàng, xanh, đỏ, trắng, xám, nâu hùng trưởng lão chỉ có một màu vàng nhưng trên thân của mấy trưởng lão cửu ngưu cảnh trung kỳ trở lên lại rực rỡ lóa mắt có hai màu ba màu thậm chí là bốn màu lưu chuyển không ngừng phương tri hành vừa nhìn thì đã hiểu lục hư huyền công cần phải giải phóng sáu bộ phận trong cơ thể sản sinh ra sáu loại khí tức điều này phải làm từng bước một giải phóng từng cái mỗi một bộ phận giải phóng sẽ có thêm một loại khí tức có màu sắc đến cuối cùng sáu loại khí tức dung hợp lại với nhau thăng hoa thành lục hư chi khí ba quan sát ít nhất là bảy cao thủ cửu ngưu cảnh hậu kỳ trở lên hóa yêu đã hoàn thành giao diện hệ thống chợt lấp lóe ánh sáng tâm trạng của phương tri hành trong nháy mắt vô cùng sung sướng quay sang phạm chính luân nói tông chủ còn ông thì thế nào phạm chính luân không nói lời nào cả ông ta rút kiếm ra khỏi vỏ cả người chấn động chợt nhìn vóc người của lão nhân gia không có thay đổi nào, nhưng trong cơ thể ông ta đã xảy ra thay đổi kịch liệt như dời sông lấp biển. Trong cơ thể hóa yêu hết, chỉ một thoáng, lục hư chi khí phun mạnh ra ngoài, vù vù vù, đó là loại khí tức màu nâu đen, màu sắc hỗn tạp, lúc đầu như sương như khói ngưng tụ không tan, sau đó dần sền sệt như nước đường, tùy ý tuôn chảy biến hóa. Phạm Chính luôn nhẹ nhàng vung trường kiếm lên. Trường kiếm huyền vũ, Lục Hư chi khí màu nâu đen hóa thành từng luồng kiếm khí, bắn ra khí bén nhọn khiếp người. Tuy kiếm khí không tràn ngập qua đây, nhưng Phương Tri Hành vẫn cảm giác được hàng ý khiến người khác buồn nôn. Cứ như chỉ cần bị kiếm khí bắn trúng thì bản thân sẽ phát bệnh cấp tính trong thời gian ngắn, ngã nhào trên mặt đất, chìm vào hiểm cảnh đe dọa đến tính mạng. Lục Hư chi khí rất nguy hiểm. Phương Tri Hành mừng rỡ, ánh mắt trở nên nóng rực. Lúc này Phạm Chính Luân thu kiếm vào vỏ cười nói, tổ sư gia, bọn ta đều đã biểu diễn rồi, hay là ngài cũng bày ra chút hóa yêu của ngài để bọn ta mở mang tầm mắt. Khóe miệng của Phương Tri Hành hơi vểnh lên, có qua có lại, rất công bằng. Cậu chợt cởi bỏ áo ngoài, vóc người đột nhiên tăng vọt. Đám người trong điện thấy vậy thì không khỏi trừng to mắt, hất trầm lên, có biểu cảm rung động. Phương Tri Hành cao đến 5 mét với tốc độ mắt thường có thể thấy, phần đuôi mọc ra ba xúc tu máu dài 7 mét, lên như diều gặp gió lúc này cả người cậu tản ra loại hung uy khiếp người hung thần ác sát cảm giác vô cùng áp bách ba xúc tu huyên hoang khiến cơ thể mềm mại của mấy nữ tử ở đây đều rung lên nổi da gà phạm chính luân thấy thế thì nhíu mày biểu cảm không khỏi kinh ngạc với nhãn lực của ông ta tất nhiên liếc mắt đã có thể nhìn ra công pháp hóa yêu mà phương tri hành tu luyện rất có phong phạm ma đạo lục hư tông được tổ tông dạy bảo là ẩn cư ẩn thế không chủ động trêu chọc người ta tác phong tất nhiên là thiên về phía chính đạo trong nháy mắt phạm chính luân cảm giác tổ sư thúc này có thể là người không an phận hoặc là cậu sẽ mang đến tai họa khó lường cho lục hư tông đang lúc suy nghĩ đến đây thì phương tri hành đột nhiên mở miệng cười ta là cửu ngưu cảnh trung kỳ có cao thủ cùng cấp bậc nào muốn so tài với ta không đám trưởng lão nhìn nhau Ngoại trừ hai người hùng thôi thì người khác đều không rõ nội tình của Phương Tri Hành, đương nhiên là có ý muốn thử. Không bao lâu sau, một nam tử trung niên mặc chữ điền tách mọi người, bước ra ngoài. Tổ sư thúc, vãn bối bàn bảo hải xin ngài chỉ giáo. Nam tử trung niên dân trào chiến ý, mặt mũi của hắn tương đối trẻ, có vẻ khoảng hơn 40 tuổi, là một trong những trụ cột vững vàng của lục hư tông. Phương Tri Hành thấy thế nào cũng được. Hai người họ nhoáng một cái, bóng dáng đi đến chỗ trống trải ở bên ngoài. Cẩn thận đấy. Bàn bảo hải ra tay trước không chút khách sáo, khí tức tập trung lên phương tri hành, hoàn toàn mở ra kiếm thế, vung kiếm phóng ra một luồng kiếm khí hình cung ba màu thô to như trụ. Phương tri hành di chuyển bước chân, biến mất tại chỗ. Nhưng cậu lại nhanh chóng phát hiện lúc cậu tránh né xê dịch thì kiếm khí ba màu cũng không ngừng sửa quỹ đạo, như hình với bóng, giống như theo dõi nóng vậy. Tổ sư gia, lục hư chi khí quỷ thần khó lường một khi bị khí tức tập trung thì rất khó né tránh giọng nói của phạm chính luân từ từ truyền đến hoặc là ngài trốn đi cho đến khi kiếm khí tự tiêu tán hoặc là trực tiếp đối kháng với kiếm khí hoặc là ban đầu ngài đừng để kiếm khí khóa lại phương tri hành hiểu rõ cậu dừng bước chân lại nện xúc tu máu qua đó bịch kiếm khí ba màu cắt ngang xúc tu máu lực lượng sắc bén nhanh chóng hao hết chỉ chém ra một lỗ thủng nhẹ kiếm khí thô to tán loạn ra ngoài hóa thành khói mù ba màu tràn ngập quanh thân của phương tri hành phương tri hành ngừng thở lại cảm giác khí tức trong cơ thể tiêu hao rất nhanh không thở dốc không được nhưng vừa thở dốc lại cảm thấy khó thở ngoại trừ điều này còn có hai cảm giác khác cùng nhau ập đến khiến cậu cảm thấy rét lạnh thấu xương cùng với thể năng tiêu hao nhanh chóng chứng khí hư dương hư tỳ hư trong lòng phương tri hành nhanh chóng sáng tỏ vết thương cạn vậy à? đồng tử của bàn bảo hải hơi co rụt lại. lực công kích của lục hư phụ sinh kiếm xuất phát từ hai phương diện là lục hư chi khí và kiếm khí sắc bén. trước sau có trình tự kiếm khí làm chủ, lục hư chi khí phụ trợ. đương nhiên, đây không phải là chủ ý của tông chủ đời thứ ba. ngay từ đầu vừa hay là tương phản, lục hư chi khí làm chủ, kiếm khí phụ trợ. môn nhân của lục hư tông từng tranh luận vì điều này không ngừng thử điều tiết tỷ lệ của hai cái. Nhưng cuối cùng, để đạt được sức chiến đấu mạnh hơn mà lựa chọn cái sau. Dù sao cầm kiếm trên tay chính là để chém người. Thậm chí có thể nói, lục hư tông đã dần biến thành một môn phái kiếm đạo. Phòng ngự của xúc tu máu tương đối khiếp người. Trong lòng của bàn bảo hải sợ hãi thang lên, sắc mặt nghiêm túc, không còn che giấu gì cả. Lập tức, một luồng kiếm khí ba màu khổng lồ hơn mênh mông cuồn cuộn ra ngoài. Ánh mắt của Phương Tri Hành bình tĩnh, cậu đã thăm dò ra thực lực của bàn bảo hải gần với hóa yêu tầng 2 trung kỳ, kém xa cậu. Kiếm khí đánh lên trên xúc tu máu có hiệu quả như cạo gió. Phương Tri Hành nhanh chóng mất đi hứng thú, đầu tiên là xúc tu máu múa lượng đánh tan luồng kiếm khí, đồng thời vung một xúc tu máu khác lên quét qua. Bàn bảo hải đáp ứng không xuể, rơi vào khống cảnh, càng đánh càng bị động, sau một lúc đấu nhau, không cẩn thận, đã bị thương nhẹ. Phương Tri Hành gật đầu, dễ dàng có được thắng lợi. Tiếp theo, lại có hai người ra ngoài nhận khiêu chiến. Mặc dù bọn họ là hóa yêu tầng hai đỉnh phong, cũng đang ở độ tuổi nên đánh, nhưng bọn họ hoàn toàn không làm gì được Phương Tri Hành. Kiếm uy mà lục hư phù sinh kiếm thể hiện ra đại khái tương đương với cấp bậc của tiểu môn Việt. Nói thật, điều này rất khó có được, người thường luyện đến luyện đi, hoàn toàn không đủ tư cách khiêu chiến tiểu môn Việt. Môn nhân của đại môn phái toàn là con cháu thiên kiêu được lựa chọn tỉ mỉ. Bọn họ làm được điều này có thể nói là nghịch thiên. Nhưng vẫn còn thiếu xa. Bởi vì tiểu môn phiệt, còn có đại môn phiệt, môn phiệt siêu cấp, hoàng tộc, một, chiến thắng hoặc giết chết 36 sinh mệnh có thực lực cửu ngưu cảnh trung kỳ, 8 phần 36. Thắng liên tiếp ba trận khiến mọi người rất khiếp sợ, sau đó không còn ai dám ứng chiến nữa, hắn tu luyện ma công dị huyết, sau khi hóa yêu thì lượng máu rất nhiều. Phạm Chính Luân rung động rất sâu, vô cùng tán thưởng. Không hổ là đệ tử thân truyền kỳ nhân chọn trúng, thiên phú thượng thừa, thể chất ưu dị, có thể sánh với đích truyền kiệt xuất nhất trong môn Việt. Trong nháy mắt, Phạm Chính Luân ý thức được ý nghĩa mà kỳ nhân phái phương tri hành đến đây. Có lẽ là phương tri hành trợ giúp lục hư tông vượt qua kiếp số này. Được, đưa tài nguyên cho phương tri hành, ủng hộ hắn trở nên mạnh mẽ hơn phạm chính luân quyết định chủ ý trước đây ông ta không rõ nội tình của phương tri hành cũng không hiểu cậu tất nhiên là giả vờ xu nịnh lá mặt lá trái nhưng lúc này trên mặt ông ta lại có thêm mấy phần thành ý đối với người trẻ tuổi có tiềm lực cực lớn bất kỳ tông môn nào đều nỡ bỏ ra vốn gốc để bồi dưỡng một lát sau mọi người tản đi phương tri hành tiến vào một mật thất dưới sự dẫn dắt của phạm chính luân bên trong mật thất treo bức họa của ông tổ còn có hai bộ công pháp phạm chính luân chỉ vào hai quyển trục dưới bức họa hỏi tổ sư thúc ngài muốn bộ công pháp nào phương tri hành không chần chờ mà trả lời cho ta ltl cục hư huyền công phạm chính luân trừng lên mí mắt lại không có bất ngờ quá lớn đối với việc này ông ta cười nói xin cứ tự nhiên phương tri hành cầm lấy quyển trục mở ra nghiêm túc nhìn công pháp một lượt quả nhiên là thâm ảo khó lường cậu chỉ có thể hiểu được đôi chút. Sau đó cậu mở quan tưởng đồ ra, bên trên bức họa là một cơ thể người được giải phẫu, máu thịt be bét, trong cơ thể chảy ra chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen vô cùng quỷ dị, tầng dưới cùng giống như là nước đen, tầng ngoài cùng là ngọn lửa. Chợt nhìn giống như là người bị cháy, bị đốt trụi da, hơi thê thảm. Phương Tri Hành lại nhìn kỹ, nhưng không nhìn ra được lề lối gì cả. Cậu dò hỏi Phạm Chính Luân, nói, một người có thể đồng thời tu luyện hai bộ công pháp hóa yêu không phạm chính luân đáp lại chủ yếu quyết định bởi hai bộ công pháp có truyền cho nhau hay không một người dùng đao cũng có thể dùng kiếm có rất nhiều chỗ giống nhau đương nhiên thời gian tinh lực tài lực của một người dù sao cũng có hạn không có nhiều người thử tu luyện hai bộ công pháp hóa yêu phương tri hành hiểu ra tâm tư đắm chìm vào công pháp phạm chính luân không quấy rầy cậu nữa mà tự đi ra khỏi mật thất. Thời gian trôi qua từng giờ. Đột nhiên giao diện hệ thống lấp lóe ánh sáng. Điều kiện để lục hư huyền công tầng thứ nhất trở thành mắt cấp. 1. Đọc nội dung công pháp, 3 lần, chưa hoàn thành. 2. Sờ quan tưởng đồ 10 phút trở lên, chưa hoàn thành. 3. Phóng xuất một huyết dịch trở lên, chưa hoàn thành. Chật, dễ dàng như vậy à. Tinh thần của Phương Tri Hành khẽ động, cảm giác hơi khó tin cậu khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu đọc, đồng thời đặt tay lên trên quan tưởng đồ. Lúc cậu đọc xong công pháp ba lần thì điều kiện hai cũng hoàn thành. Sau đó cậu cắt cổ tay, mặc cho máu tươi chảy xuống. Lục hư huyền công tầng thứ nhất. Đã hoàn thành điều kiện mắc cấp, có thăng cấp hay không? Có. Phương tri hành hít thở sâu, lượng lớn ký ức và cảm ngộ tu luyện lục hư huyền công tràn mạnh vào trong đầu cậu. Quan tưởng đồ đột nhiên sống lại, người bị giải phẫu đứng lên phương tri hành thấy hắn không ngừng máu chảy sắp gặp tử vong đây là huyết hư à mất máu quá nhiều khí huyết bại hoại bệnh bạch cầu phương tri hành ngộ ra hết thì ra tính tương thích của lục hư huyền công và thiên la hóa huyết rất tốt lục hư huyền công bao hàm huyết hư cũng liên quan đến huyết dịch phương tri hành mở mắt ra cả người chấn động nhất thời có luồng khí tức màu đỏ phun ra lượng lờ bên ngoài thân lục hư huyền công hóa yêu tầng 1. Viên mãn. Kỹ năng bộc phát, huyết chi vinh diệu, level 4. Kỹ năng bộc phát, huyết chi ôn dịp, level 4. Ồ, vậy mà có thể thức tỉnh hai kỹ năng bộc phát cấp 4, cũng không tồi. Trong lòng của Phương Tri Hành vui vẻ, bản thân hoàn thành điều kiện mắc cấp của lục hư huyền công tầng thứ nhất chỉ trong khoảnh khắc, thu hoạch được không nhỏ. Phải biết rằng, lúc cậu thăng cấp thiên la hóa huyết công tầng thứ nhất, đã phí rất nhiều sức mới thỏa mãn điều kiện, kết quả chỉ thức tỉnh hai kỹ năng bộc phát. Lúc này, Phương Tri Hành có cảm giác hời to rồi. Khuyết chi vinh diệu, tuân theo nguyên tắc giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm, người tiêu hao huyết dịch bản thân để công kích kẻ địch, một khi đánh trúng, kẻ địch chắc chắn sẽ tổn thất huyết dịch với lượng lớn. Khuyết chi ôn dịch, sử dụng huyết dịch của người công kích kẻ địch thời gian dài, huyết dịch trong cơ thể kẻ địch sẽ xảy ra bệnh biến, hơn nữa bên tật có thể lan truyền thông qua huyết dịch. Hay cho huyết chi vinh diệu. Đáy mắt của Phương Tri Hành bắn ra tia sáng kỳ dị. Cậu có được dị huyết, lượng máu rất nhiều. Ví dụ người khác đấu với cậu mất máu, cậu có thể khiến đối phương thua thảm. Chỉ với chiêu này đã có thể khiến Phương Tri Hành đứng ở thế bất bại. Còn về huyết chi ôn dịch, lại thích hợp dùng với phụ nữ, dày vào người khác. Thử nghĩ, Người thi triển huyết chi ôn dịch công kích kẻ địch trong chiến đấu, để đối phương lặng lẽ truyền bệnh, sau đó không có thuốc chữa, đau đớn, chỉ có thể đợi chết trong sự tuyệt vọng vô biên vô tận. Đỉnh, xem ai còn dám trêu chọc ta không? Phương Tri Hành cười vui vẻ. Nhưng vẫn chưa xong, giao diện hệ thống lại nhanh chóng lấp lóe ánh sáng. Điều kiện để lục hư huyền công tầng thứ ba trở thành mắt cấp. Một, Kiên trì ngừng thở 3 phút trở lên, chưa hoàn thành. 2 khiến một sinh mệnh cùng cấp bậc hít thở không thông hoặc là chết đi, chưa hoàn thành. Ha ha, hiện ra nhanh vậy à. Phương Tri Hành mừng rỡ, vui vẻ ra mặt. Điều kiện mắc cấp ít đi rồi, chỉ có hai cái, độ khó cũng không cao. Trước đây Phương Tri Hành đã gặp tình hình này nhiều lần. Thứ nhất, cậu đã là cửu ngưu cảnh trung kỳ viên mãn, mạnh như thác đổ, điều kiện cần để trở thành mắc cấp tất nhiên cũng sẽ giảm đi. Thứ hai, điều kiện cần để công pháp tầng thứ ba đạt đến mắc cấp ít hơn so với tầng thứ nhất. Cậu nhìn kỹ hai điều kiện mắc cấp, trong nháy mắt xác định tầng thứ ba liên quan đến, khí hư. Nín thở ba phút, không khó. Phương tri hành hít sâu rồi bắt đầu nín thở. Dường như đồng thời, giao diện hệ thống hiện lên thời gian đếm ngược. 0 giờ 2 phút 59 giây, 0 giờ 2 phút 58 giây. Phương tri hành không động đậy, không hít vào không thở ra luồng khí tức nào cả. Không giờ không phút 2 giây, không giờ không phút 1 giây. Một, kiên trì ngừng thở 3 phút trở lên, đã hoàn thành. Phù. Phương tri hành thở ra ngụm khí đục, không khí mới mẻ tràn vào trong miệng mũi. Điều kiện 2, phải tìm được một cao thủ cửu ngưu cảnh. Phương tri hành suy nghĩ rồi kêu lên, Phạm Tông Chủ. Không bao lâu sau, Phạm Chính luôn đi đến, cười hỏi, tổ sư gia, có dặn dò gì à? Phương Tri Hành không trả lời, bóng dáng chỉ rung động. Nhất thời, một luồng khí tức màu đỏ phun ra từ trên người cậu cứ như ngọn lửa đang thiêu đốt. Đây là... Sắc mặt của Phạm Chính Luân thay đổi kịch liệt, ông ta kinh ngạc thốt lên, khí tức huyết hư, ngài đã luyện thành lục hư huyền công tầng thứ nhất. Phương Tri Hành mỉm cười, thu liễm lại khí tức màu đỏ, cười nói, thấy ta luyện thế nào? Trong lòng của Phạm Chính Luân rung động đến tột đỉnh, khó tin nói, sao nhanh vậy được. Phương Tri hành đáp lại, bộ công pháp hóa yêu thuộc tính máu khác mà ta tu luyện có hiệu quả như huyết hư, một pháp thông, vạn pháp thông. Thì ra là thế. Phạm Chính Luân đã hiểu. Dù là như thế thì lục hư huyền công vô cùng thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, cần ngộ tính cực cao mới có thể lĩnh ngộ hết. Chỉ là cửa ải này đã làm khó đa số môn nhân thậm chí có thể nói lục hư huyền công không phải là thiên kiêu kỳ tài thì không thể thông thấu được tuyệt đối không ngờ chỉ trong khoảnh khắc phương tri hành đã lĩnh ngộ được huyền diệu ở bên trong người này có ngộ tính cao quả thật là nghịch thiên tuyệt thế kỳ tài không hổ là kỳ nhân chọn chúng khó trách cho nên phạm chính luân không thể không hoài nghi có phải trước đây phương tri hành từng tu luyện lục hư huyền công hay không nhưng nghĩ lại người ta không cần dùng chuyện này để lừa gạt ông ta phạm chính luân càng nghĩ thì thái độ càng hiền lành cười nói tổ sư thúc ngài có việc gì thì cứ dặn dò phương tri hành thấy thế thì vô cùng hài lòng sở dĩ cậu gấp các bại lộ tiến độ tu hành là vì thuyết phục phạm chính luân để ông ta ngoan ngoãn phối hợp với bản thân phương tri hành nghiêm túc nói ta đang tham ngộ khí hư cần cảm nhận cảm giác véo ngất người khác là thế nào phạm tông chủ ông luôn tin tưởng ta đúng không Phạm Chính Luân hơi ngây ra, rồi ngạc nhiên nói, "Lẽ, lẽ nào ngài muốn?" Phương Tri Hành cười bình thản nói, "Làm phiền ông phối hợp rồi." Phạm Chính Luân cạn lời, sau đó cười khổ nói, "Ngài ức hiếp một người già như vậy thật sự thích hợp à?" Yêu cầu này quả thật là quá đáng. Nhưng nếu như Phương Tri Hành véo ngất một cao thủ cửu ngưu cảnh đỉnh phong, mặc dù hơi già thì đó cũng là hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, nói không chừng đạt được thu hoạch không tưởng nữa đó tất nhiên là cậu không thể bỏ qua cơ hội như vậy cười nói ta tu luyện ma công chấn nhiếp lòng người người thường không chịu nổi uy áp của ta chỉ có ông mới có thể khiến ta cảm nhận được cảm giác hít thở không thông thật sự là gì phạm chính luôn suy nghĩ cẩn thận rồi gật đầu bất đắc dĩ nói được lão hữu nghe theo ngài một lần vậy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha